Trong ngày hôm qua và sáng ngày 28 tháng 12, nhiều khách du lịch bức xúc và đăng trên mạng xã hội Facebook khi bị lừa bởi những hình ảnh tuyết phủ trắng fancy băng. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online trưa ngày 28 tháng 12, chị Ngân Trang ở thành phố Lào Cai cho biết sau khi có thông tin tuyết rơi trên đỉnh fancy băng chiều ngày 26 tháng 12, nhiều người ở Sapa chia sẻ thông tin kèm hình ảnh Sapa mùa tuyết rơi 2021, tuyết phủ trắng đỉnh fancy băng hiện tại, nhưng không nói rõ là ảnh chụp từ khi nào khiến chị và nhiều người lầm tưởng. Chị Trang chia sẻ, sáng sớm hôm qua, tôi thuê xe đưa bố mẹ và con lên đỉnh fancy băng để ngắm tuyết. Rất nhiều người từ Hà Nội và ở các nơi khác cũng lên. Chúng tôi mất nhiều công sức, tiền của để lên đến đỉnh nhưng không thấy tuyết đâu, ai cũng thất vọng, buồn bực. Trên các diễn đàn Facebook, nhiều người dùng cũng tỏ ra bức xúc với tình trạng chia sẻ ảnh sai thông tin như hiện nay. Tài khoản Nguyễn Hiếu viết, họ câu view trắng trợn. Cũng vì háo hức quá mà nhiều người lại không tìm hiểu kỹ hoặc tin bạn sale. Còn tài khoản Đặng Thơm chia sẻ, ảnh đó từ Tết Nguyên Đán năm ngoái. Chiêu trò kích cầu bán vé. Mọi người cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi. Đại diện khu du lịch cho biết chiều 26 tháng 12, trên đỉnh Fancy Băng có 2-3 đợt tuyết rơi nhưng với lượng nhỏ và thời gian ngắn, sau đó băng tuyết tan hết. Những hình ảnh tuyết phủ trắng đỉnh Fancy Băng mà nhiều người dùng, các trang, nhóm Facebook đăng là những hình ảnh tuyết rơi đợt đầu tháng 2 năm 2021 chứ không phải hình ảnh tuyết rơi ngày 26 tháng 12. Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai cũng cho biết mưa tuyết chỉ xảy ra trong thời gian ngắn hôm 26 tháng 12. Ngày 27 và 28 tháng 12 không có băng tuyết, chỉ có sương muối. Dự báo ngày và đêm 28 tháng 12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai suy yếu chậm. Theo đó, nhiệt độ các khu vực nhích dần lên. Đêm 28 tháng 12, vùng thấp đạt mức 13-14 độ C, vùng cao 8-9 độ C, Sapa vẫn thấp nhất 6-7 độ C.